Là anh à? Cô là ai? Tôi quên cô à? Anh là... Bộ đôi, vào đây. Cô cười gì đấy? Không có gì ạ. Chỉ là tôi nhớ lại chuyện lúc trước thôi. Anh không nhớ tôi là ai à? Không. Đúng là đàn ông chả nhớ cái gì cả. Cướp! Cướp! Đứng lại! Đứng lại! Mời em đây. Cảm ơn anh ạ. Đứng lại. Này đánh cấp. Của em này. Cảm ơn anh ạ. Tôi là nhân viên đến đây để phỏng vấn. Anh có biết là cái phòng phỏng vấn ấy ở đâu không? Cuối hành lang, rẽ bên trái. Chúc cô may mắn. Ôi, người đâu mà đẹp trai thế? Em nhất định sẽ phải tán đổ anh. Cô nói là ai tán đổ ai cơ? Chào chị ạ. Trình độ như thế này mà cũng dám đăng ký vào công ty tôi làm việc á? Tôi thật nhá, cô bị ngu hay là bị điên đây? Dạ thưa chị, trong hồ sơ này có đầy đủ yêu cầu về bằng cấp. Em thấy em đáp ứng đầy đủ được, cho nên em mới ứng tuyển thôi ạ. Nhưng cái người mà có bằng cấp như thế này của cô ấy, ra ngoài kia đầy, không thiếu. Cái thứ tôi cần đó là thái độ làm việc, chứ không phải là như cô. Vào đây để làm gì? Làm việc hay đi đóng chai? Chị đang nói cái gì đấy? Tại sao chị bảo em đóng chai được? Những cái người như cô ấy, tôi nhìn qua tôi biết. Bên ngoài ấy, thì giả vờ ngoan hiền, ngoan ngoãn. Nhưng bên trong ấy, thì bản chất xấu xa, thích ăn bám đại gia, với cả vào đây để kiếm chủ tịch, đúng không? Cái loại người như cô ấy, tốt nhất ấy là đừng bao giờ bước chân vào công ty tôi. Cầm lấy hồ sơ này rồi cút. Một cà phê đen, ít đá, thêm một chút đường ăn kiêng, đúng không? Chuẩn. Đấy, vì cái món đấy nên là lúc nào tôi cũng trung thành với quán. Thế mà sao chủ quán lại đi lau dọn bàn ghế này? Đang thiếu người, cơ mà ai cũng chê cái nghề này nên không tìm được người chứ sao nữa. Đợi tôi một chút, tôi pha cà phê cho nhá. Hóa ra là anh hay uống cà phê ở đây à? Tôi không tin là tôi không thể tán được anh. Thua keo này tôi sẽ bày keo khác. Tôi nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy là cô có một chút tướng tiểu thư đấy. Tại sao lại phải đi làm phục vụ thế này nhỉ?
chắc là anh nhìn nhầm đấy ạ. Chứ em ý, em là sinh viên mới ra trường. Em đến đây là để tìm chồng. À không, em đến đây là để xin việc ạ. Chính vì thế mà em mới đến đây để xin công việc này. À, ra là thế à. Mà này, tôi nói trước nhá, công việc ở đây nhọc lắm đấy nhá. Cô thử việc trong vòng 3 ngày, nếu mà làm được ấy thì đi làm luôn. Dạ vâng, anh cứ yên tâm ở em. Em nhớ là chịu thương, chịu khó, chịu khổ quen rồi, cho nên là không làm sao cả. Vậy được, trước hết thì cái bàn kia dọn dẹp cho tôi. Dạ vâng ạ. Anh ơi, vỡ hết rồi. Lan Lan, mời anh ạ. Cô cứ để đấy. Không được, phải tìm mọi cách làm thân với anh Tuấn để anh biết sự tồn tại của mình. Nếu không ấy, mình không thể tán được anh ấy mất. Anh Tuấn, mắt cô có vấn đề à? Anh Tuấn, anh có biết là em thích anh như thế nào không? Không. Tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng mong cô ấy giữ tự trọng một chút đi. Nhưng mà em thích anh. Chủ quán. Anh đứng. Chủ quán. Đứng. Lan Anh. Đúng là thú vị. Lại là con Lan Anh này à? Đúng là âm hồn bất tán thật đấy. Đi vào công ty để mồi chài chủ tịch à? Để xem. Hôm nay ấy, ta sẽ cho mày biết tay. Lan Anh này, sao cứ 10 ngày như một, cứ thế anh Tuấn đến là cô lại chạy ra tán tỉnh như thế nào à? Nhưng mà em có muốn thế đâu. Tại vì người đẹp trai đấy. Ô, em làm sao mà cưỡng lại được. Đẹp trai á? Tôi cũng đẹp trai đấy. Sao cô không tán tôi mà tán anh ta? Tại vì... Vì sao? Anh có phải là ngu của tôi đâu. Với lại nhá, tôi đến cái quán này làm việc ấy là vì anh Tuấn ấy. Lan Anh ơi, cô không thể nào mà nói dối một chút được cả. Cô cứ thẳng thắn như thế làm tôi rất đau lòng đấy. Mắc mớ gì mà anh phải đau lòng. Với lại nhá, tôi tuy là thích anh Tuấn thật, nhưng mà tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ, chỉn chu rồi còn gì. Vì sao à? Vì tôi thích cô đấy. Thích? Thích tôi á? Phục vụ đâu rồi? Chào quý khách ạ. Quý khách muốn dùng gì ạ? Ây chà, tôi nói đúng mà. Cái loại như cô ấy chỉ xứng đáng làm mấy cái nghề lặt vặt này thôi. Chứ làm gì có cửa để bước chân vào công ty của tôi. Chị không muốn uống đúng không? Mời chị về. Ây, từ từ ạ chứ. Cho tôi một ly cam ép đi. Dạ vâng. Nhanh lên ra. Của chị đây. Này, rõ ràng là tôi gọi ly sữa tươi, tại sao lại mang nước cam ra? Rõ ràng chị bảo với tôi là một ly nước cam cơ mà. Ai bảo là tôi uống nước cam? Giờ nào, phút nào? Từ trước đến giờ tôi bước chân vào cái quán này ấy, lúc nào cũng gọi sữa. Hay là có cần gọi chủ quán ra để kiểm tra không? Tôi hiểu rồi. Hóa ra là chị muốn gây khó dễ cho tôi đúng không? Tôi có làm gì chị đâu. Tại sao suốt ngày chị cứ bắt nạt tôi vậy? Mày biết sao không? Bởi vì ấy, mày liên tục tìm cách tiếp cận bạn trai tao. Thế nên tao mới tìm cách gây khó dễ cho mày đấy. Bạn trai? Cô đang nói anh Tuấn à? Nhưng mà anh Tuấn làm gì có bạn gái đâu. Không có ấy, thì bây giờ có. Mà bạn gái của anh Tuấn ấy, tất nhiên phải là tôi rồi. Vậy thì bây giờ tôi với cô sẽ cạnh tranh công bằng với nhau. Cô sẽ không có bất kỳ lý do gì mà có thể bắt nạt tôi nữa. Còn ly nước cam này, nếu như cô không muốn uống thì tôi có thể thay ly khác cho cô. Mày! Chị làm cái gì đấy? Chủ quán đâu rồi? Ra mà xem thái độ phục vụ nhân viên này.
Chào chị, tôi là chủ quán ở đây, chị cần gì ạ? Anh đi ra mà xem thái độ phục vụ nhân viên của các anh đi kìa. Đã mang nước sai cho khách, lại còn cãi khách chiêm chẻm như thế. Tôi thật sự là không biết cô ta là khách hay tôi mới là khách đấy. Lan Anh, có chuyện gì vậy? Lại còn chuyện gì nữa? Cái loại con gái như cô ta ấy, nhìn là biết, hám trai, hám tiền, mà xin vào công ty tôi làm không được, năng lực yếu kém. Thấy có anh ở đây, chắc là mới xin ra đây hả? Tôi nghĩ là có chuyện hiểu lầm rồi. Lan Anh, làm việc của quán tôi đã lâu rồi, rất tận tâm, không hề có chuyện như thế đâu. Đúng, cô đừng có mà đặt điều, điều lời mắt giả ấy. Này, mày tạt nước vào người tao, mày dám cãi thế à? Thôi, tôi xin cô đấy, cô nhìn lại cô đi, ăn mặc sang chảnh thế này, lại vào quán của tôi, chấp nhận với nhân viên của tôi làm cái gì hả? Mà cô nhìn xem, cốc nước kia nó đổ đúng không? Lan Anh ướt người, chứ cô nhìn xem, cô có ướt tí gì không? Anh phục vụ với khách hàng như thế đấy ạ? Khách thì có khách này khách nọ, tôi phục vụ khách nhưng vẫn có lý trí. Muốn bắt nạt nhân viên của tôi ấy, không dễ đâu. Được, các người được lắm. Đã thế, để tôi đăng tin, phốt quán này lên, để xem lúc đấy có to mồm được không? Anh Toàn ơi. Hả? Cho em hỏi là tại sao vừa nãy anh lại bảo vệ em trước mặt cô ta? Nhỉ, tại sao nhỉ? Anh cũng đang tự hỏi đây. Em vừa xấu tính này, vừa hung dữ này, lại còn dám từ chối tình cảm của anh, xong vào đây làm việc ấy là chỉ về để cô trai thôi. Thế mà anh lại giúp em nhỉ? Hay là tại vì em xinh? Có lẽ thế. Cơ mà này, em quyết định để mãi như thế đấy à? Phải tấn công Tuấn đi chứ. Tấn công á? Nhưng mà bằng cách nào ạ? Đây. Đây nhá, bây giờ cứ đúng theo kế hoạch mà làm nhá. Khi mà Tuấn nó đến ý, anh sẽ đánh chửi em thật thậm tệ ý. Thì bắt đầu là nó sẽ lao vào nó cứu em, hiểu chưa? Rồi, đi. Này, anh làm ăn như thế à? Làm ăn cẩn thận một tí được không? Trời. Nhập kích vào hắn. Làm ăn thế à? Làm được không? Này, làm gì mà đánh cô ấy thế? Cái loại người như cô ấy là phải đánh đấy. Làm cũng lo làm, xuất cảnh cứ thơ thật. Nhìn ra ngoài đường kia kìa. Nhưng mà tôi thấy cô ấy làm việc cũng tốt đấy. Đúng. Lại còn cãi đấy à? Hả? Thế, ngoài đường kia có cái gì mà cô nhìn? Tại vì ngoài kia có anh Tuấn. Tại vì anh ấy đi ngang qua nên tôi mới nhìn thôi. Đấy, anh thấy chưa? Bảo sao nhá, tôi tỏ tình với cô ta suốt ngày, cô ta không đồng ý đâu. Hóa ra trong lòng là có anh đấy à? Nhưng mà tôi có quen cô ấy đâu. Mà này, tại sao cô cứ phải tìm tôi thế à? Chẳng lẽ là do tôi là chủ tịch nên cô mới muốn tiếp cận đúng không? Anh đúng là ngu ngốc đấy. Anh nghĩ tôi thích chức chủ tịch của anh à? Tôi theo đuổi anh ấy là vì ngày xưa anh từng cứu tôi đấy. Đồ ngốc. Tôi nói gì sai à? Lan Anh là một cô gái tốt đấy. Lúc trước nhá, tôi từng thử lòng cô ấy bằng cách là để quên tiền, nhưng mà cô ấy trả lại không thiếu một đồng nào cả. Nhưng mà đuổi theo đi, tình yêu đích thực ấy không đến lần thứ hai đâu. Lan Anh à, anh xin lỗi, anh nhớ ra mọi việc rồi. Đáng lẽ ra anh không nên nghi ngờ em như thế. Em bỏ qua cho anh nhé. Có thật là anh nhận ra em rồi không? Phải. Anh thích em. Em là... Em đồng ý. Anh à, tại sao anh lại đuổi việc chị Linh đấy? Em thấy sự việc vừa rồi ấy, không cần thiết phải đuổi việc chị ấy đâu. Một phần là vì công việc, còn một phần
là vì em đấy. Vì em á? Là một người đàn ông, anh không cho phép mình để bất cứ mối quan hệ nào ở ngoài xen lẫn vào trong cuộc sống của chúng ta. Anh biết là Linh vẫn còn thích anh rất là nhiều. Anh không chấp nhận việc đó. Cảm ơn anh. Dừng lại. Chị làm cái gì đấy? Sao lại vứt đồ của tôi? Lại là cô à? Tôi không ngờ tôi đi công tác có một tuần thôi mà trở về ở đây ấy, công ty đã đầy cỏ rác rồi. Chị bà ai là cỏ rác đấy? Tôi được tuyển dụng vào công ty này ấy, là thông qua chủ tịch đấy. Thế thì sao? Tôi ấy là trưởng phòng nhân sự, tôi thích đuổi ai thì đuổi đấy. Với cả tôi còn thích đuổi những cái người có năng lực yếu kém như cô đấy. Thì sao nào? Tôi có bằng tốt nghiệp loại giỏi, còn có bằng thực tập loại tốt. Hơn nữa tôi còn có giấy xác nhận của các công ty nước ngoài nữa. Chị lấy căn cứ ở đâu mà chị bảo tôi năng lực yếu kém? Thế thì sao nào? Loại người như cô ấy, tôi nhìn thấy nhiều rồi. Cô vào đây mục đích chỉ là để quyến rũ chủ tịch thôi đúng không? Phải, đúng rồi đấy. Tôi yêu anh ấy, tôi thích anh ấy đấy. Vì thế tôi đã nghỉ việc ở một công ty khác để đến đây làm việc cùng với anh ấy đấy. Cháy nhà thì lòi ra mặt chuột rồi à? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi đấy. Cái này ấy là chính mồm cô nói đấy nhá. Nhưng mà để tôi nói cho cô biết này, cái ý nguyện của cô ấy không thành hiện thực đâu. Bởi vì ấy, anh Tuấn là của tôi. Còn lâu, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy đâu. Này, mày làm gì đấy? Ai cho mày đi vào công ty hả? Cút ngay. Này, cô phát điên cái gì đấy? Không có quyết định đuổi việc của tôi ấy, thì cô không có quyền đuổi việc tôi đâu. Cô, đây là công ty của tôi, tôi thích đuổi tôi đuổi đấy. Từ trước đến giờ ấy, chưa có một ai dám cãi lời tôi đâu. Tại sao cô có những cái cọng cỏ dại đạp mãi không chịu chết đấy ạ? Cỏ dại thì sao chứ? Cỏ dại nhưng mà tôi có sức sống riêng của tôi, không như cô. Cô đã thế bảo cho mày biết tay mày. Này, cô làm gì đấy? Linh, cô làm gì vậy ạ? Chủ tịch ạ, tại sao anh lại ở đây ạ? Có phải là chính cô ta gọi anh tới đây để anh thấy cảnh này không ạ? Này, cô đang hơi bị suy diễn rồi đấy. Cô xem phim nhiều quá à? Hả? Không phải cũng xấu xa như cô đâu. Cô... Đủ rồi. Tại sao cô lại đánh vợ tôi? Rồi lại còn vứt đồ cô ấy thế này? Cái gì? Vợ anh ấy ạ? Chủ tịch ơi, anh suy nghĩ lại đi. Cô ta làm sao xứng làm vợ anh được? Chỉ có em mới là người yêu thương anh thật lòng thôi. Còn cô ta ấy, chắc chắn đang lừa dối anh rồi. Lừa dối á? Cô bị làm sao vậy? Việc gì tôi phải lừa dối anh ấy? Tại sao không chứ? Cô ấy chỉ là một con nhà nghèo, muốn trèo cao nên là mới dụ dỗ anh đấy. Tôi nhìn là tôi biết, tôi còn lạ gì nữa? Cô suy diễn nó vừa thôi chứ. Nói cho cô biết, Lan Anh là tiểu thư đấy. Cô ấy chỉ giả vờ thôi. Cô ấy muốn tiếp cận tôi nên mới thế. Tiểu thư á? Phải, đúng rồi. Tôi là tiểu thư của tập đoàn FM. Bây giờ tôi đã đủ trình độ để nói chuyện với cô chưa nhở? Tôi á? Cô ấy, cô lợi dụng chức vụ, lạm quyền, đuổi người khác vô cớ. Tôi quá thất vọng với cô đấy Linh ạ. Chủ tịch, em xin lỗi ạ. Cô đừng xin xỏ tôi nữa. Với hành vi này của cô ấy, tôi sẽ đuổi việc cô. Chủ tịch ơi, em xin lỗi ạ. Mong anh tha lỗi cho em. Dù sao, đây cũng chỉ là lần đầu. Em biết sai rồi anh ạ. Lan Anh, cô nói với chủ tịch vài câu giúp tôi với. Tôi không giúp cô được đâu. Đây là quyết định của anh Tuấn. Tôi chỉ mới nghe theo thôi. Đi thôi em. Cô ấy, mau dọn dẹp chỗ này đi. Không,